Hello, như thường lệ những cái bạn đây lần đầu coi kênh của chị Nha. Chào mừng em đến với Nhi Lê Team, Nhi Lê YouTube Channel, Nhi Lê, cộng đồng Nhi Lê, tất cả những cái gì liên quan đến Nhi Lê. Chúng ta bắt đầu câu hỏi của ngày hôm nay. Câu đầu tiên: Làm sao để đối phó với chuyện người thương đang thao túng mình ạ? À? Em cho nó thao túng thì em phải chịu thôi, chứ làm sao đối phó, làm sao em không có đối phó được. Ví dụ như chị nói vậy nè, nếu em yêu một người, em cho người ta cái quyền được làm cho em khóc, em buồn, em đau khổ, cái đó là do em chọn và em không cần phải đối phó cái điều đó. Em chỉ biết là mình cho người ta được phép như vậy thôi và em cứ enjoy cái moment. Nhưng mà nếu như em để cho người ta thao túng em và em không có hạnh phúc thì em nên suy nghĩ là cái chuyện, cái mối quan hệ đó nó có healthy hay không, có nên ở với một người như vậy hay không. Nếu như em cảm thấy người ta điều khiển em quá, em cảm thấy người ta không có cho em thành công, em không nên tiếp tục, không nên tiếp tục ở như vậy. Như vậy nó sẽ làm cho em trì trệ cái sự nghiệp của em này kia nữa. Tiếp nối câu trước về tài chính cơ bản ổn định rồi thì làm sao đủ duyên để tìm một người bị bỏ sót ở đâu đó. Anh Đinh Nhật ơi, anh vẫn còn quan tâm đến cái chuyện tìm người này người kia quá. Tại vì em nghĩ gì nè, khi anh giỏi về tài chính rồi á và anh tập trung vô bản thân anh, em nói ví dụ như vậy nè, nếu anh là một người đàn ông gentleman, một người khéo léo mở cửa cho phụ nữ, đưa đi đón về, rước chị rước em, đi vô ngồi kéo ghế cho phụ nữ để cho người phụ nữ được gọi mà tôn trọng người phụ nữ, cho tiền họ đi làm đẹp, trân trọng cái đẹp, rồi yêu thương họ, hung hít rồi này nọ nọ kia và dịu dàng nói chuyện với họ một cách tử tế, thì anh nghĩ anh có cần phải đi tìm phụ nữ hay không? Bao nhiêu bạn nữ ở đây thả xuống, nếu một người đàn ông như vậy bạn sẽ sẵn sàng đi hẹn hò với họ? Thì đó, như em nói đó, nếu như bây giờ anh còn không có tự do về tài chính thì anh không thể nào mà anh nói đến chuyện duyên để mà tìm một người khác. Em xin đi thẳng như thực tế cho anh luôn là đàn ông sinh ra là để provide và protect, có nghĩa là để bảo vệ và chăm lo cho phụ nữ. Phụ nữ sinh ra là để chăm lo và bảo vệ cho gia đình. Và cái trách nhiệm của người phụ nữ sinh ra bảo vệ, nuôi con, chăm sóc chồng và bảo vệ gia đình, nó là cái bản năng tự nhiên rồi. Tụi em đẻ ra, tụi em có cái gene đó trong người rồi. Cũng như anh đẻ ra cái gene của anh tự nhiên là anh muốn đi làm, anh muốn đem thịt về nhà, anh muốn đem cá về nhà, anh muốn đem tiền về nhà để cái người phụ nữ của anh được hạnh phúc, thì nó cũng tương tự như vậy. Một khi anh đã tự do và giỏi về tài chính cơ bản rồi thì anh yên tâm đi, phụ nữ nó sẽ xếp hàng cho anh và anh không cần phải đi tìm ai hết. Cũng tương tự như vậy, những cái người phụ nữ càng giỏi như em sẽ lại phải đi tìm những cái người đàn ông giỏi hơn em. Và những cái bạn nữ chưa có được như em thì người ta cũng tìm những cái người đàn ông giỏi hơn họ để làm cái gì? Bởi vì phụ nữ khi họ đẻ ra, em sẽ nói về cái chuyện tự nhiên thôi, em không có nói đến cái chuyện sâu xa gì hết. Tại vì con người mình hay đánh như cái chuyện là mấy con đào mỏ, mấy con thèm tiền. Anh có biết một người phụ nữ khi có bầu 9 tháng đã không có khả năng đi làm rồi? Việt Nam mình rất là trâu bò, nhiều bạn 9 tháng mang bầu vẫn đi làm, vẫn cày cúc. Nhưng mà thật ra người phụ nữ sinh ra là để 3 năm đó phải hy sinh cái thời gian của họ để mang bầu, để sinh con. Tại sao bác sĩ nói là 6 tháng nghỉ đẻ ở nhà là bởi vì cái lý do ở đó. 6 tháng nghỉ đẻ đó, nếu như không có một người đàn ông cung cấp tiền cho họ để họ cho con họ ăn, để cho sức khỏe họ hồi phục lại, thì làm sao họ có thể chinh chiến họ đi ra họ đi làm lại được. Chưa kể tới đứa trẻ nó cần 3 năm đầu để mà dạy nó nên người. Cho nên anh đừng nói với em là tình tài chính cơ bản ổn định. Nếu anh tài chính còn hơn ổn định lại càng tốt nữa. Bởi vì sao? Anh lo được cho người anh yêu thương, vợ của anh, bạn gái của anh, con của anh sẽ có một sự sống thoải mái hơn. Và khi đó hai người sẽ có thời gian hẹn hò, nhiều tiền quá không biết làm gì thì thuê giúp việc ở nhà ngó con cho hai vợ chồng đi hẹn hò, đi ăn, đi nhà hàng. Nhiều tiền quá nữa mà không biết làm gì cho tiền vợ, vợ đi tập thể dục, vợ đi giảm béo, vợ đi ăn diện cho đẹp lại để mà anh nhìn thấy hấp dẫn, để mà hai người quất nhau trên giường anh còn cảm thấy như một xưa. Ví dụ như vậy, đối với em á, tài chính nó là một cái chuyện mà không bao giờ là đủ hết đó. Nếu anh muốn em phân tích theo cái kiểu đơn giản, đó là cái lý do tại sao em cứ nhấn mạnh với anh là anh lo được cho anh và anh dư giả, anh yên tâm đi, phụ nữ xếp hàng anh. Cái này là cái tip của Nhi nè. Mỗi lần mà Nhi đi hẹn hò với bạn trai mới hay là những cái người đàn ông mới á, Nhi không bao giờ nhìn cái cách họ đối xử với mình. Tại vì họ đối xử với mình, họ đang muốn săn đón mình, họ sẽ rất là tử tế, họ sẽ mở cửa cho mình, họ sẽ nói chuyện rất là dịu dàng, họ sẽ trả tiền ăn cho mình, họ sẽ rất là nam tính. Nhưng mà khi mà bạn vô trong nhà hàng, bạn nhìn cái cách cái người đàn ông đó nói chuyện với những cái người quầy hàng, rồi để ý cái cách ảnh nói chuyện trên điện thoại, để ý cái cách ảnh nhìn mọi người xung quanh, để ý coi ảnh có coi thường những cái người xung quanh hay không. Đó là cái cách Nhi nhìn, chứ Nhi không có nhìn cái người đàn ông đối xử với mình. Khi họ săn đón mình thì tất nhiên họ phải diễn rồi, nhưng mà cái bản chất bên trong của họ thì rất là khó để mà che đậy được. Cái năng lượng đó nó rất là khó để mà che đậy được, cả hai giới luôn. Các chị đàn ông bao nhiêu tuổi thì kết hôn ạ? Yêu bao lâu thì có thể kết hôn? Chị Nhi không tin như chuyện là bao nhiêu tuổi thì kết hôn, mà là chị Nhi tin như cái chuyện là khi nào mình đủ chững chạc để mà mình
kết hôn với một người và làm chủ cái gia đình đó. Có những người 40 tuổi người ta còn chưa sẵn sàng, có những người hai mấy tuổi người ta đã sẵn sàng rồi. Ví dụ như Nhi kết hôn rất là sớm, nhưng kết hôn lúc 21 tuổi. Bởi vì mình tự biết được là mình chững chạc hơn tuổi, cho nên tuổi tác nó không có liên quan gì hết. Phụ nữ 30 tuổi có nhiều người ta còn chưa muốn kết hôn, người ta không có tự tin làm mẹ, người ta không có tự tin làm vợ được. Người ta cảm thấy người ta chưa đủ kiến thức, ví dụ như vậy. Nó không có liên quan đến tuổi. Đàn ông cũng na ná như vậy à. Suy nghĩ của Nhi nha, 35 trở lên mà cũng phải tùy nữa, 35 trở lên mà phải nói chuyện coi là đã chững chạc chưa. Với cái thế hệ bây giờ hả, nhiều người 35 tuổi như nói chuyện mà vẫn còn như đứa con nít 20 tuổi vậy. Tại vì họ mới đi học xong, họ đi ra, họ làm mới có chút tiền, họ mới hưởng thụ có một xíu, họ chưa có chơi chán. Họ không có biết được cái thứ mà trong cả cuộc đời của họ có là cái gì. Cái phía trước nữa gì, trách nhiệm để làm một người cha nó rất là lớn. Trách nhiệm là một người chồng nó rất là lớn, trách nhiệm là một người đàn ông của xã hội nó rất là lớn. Và nhất là cái áp lực của cái xã hội bây giờ, khi mà phụ nữ quá giỏi, phụ nữ quá xuất sắc, đàn ông càng thêm vô dụng, thì họ cảm thấy họ không đủ tự tin để ở bên cái người phụ nữ của mình. Thì nó lại quay ngược trở lại là liệu là đàn ông bây giờ có dám bỏ cái tôi của mình để mình bắt đầu học, để mà phát triển, để mà ở được với bất cứ người phụ nữ nào, hoặc là ở độc thân hay không, hoặc là không có chà đạp lên phụ nữ, hoặc là không nói những cái câu thiếu múi, thiếu não để mà hạ bệ phụ nữ khác không. Thì Nhi có làm hai cái video chia sẻ về cái chuyện là phụ nữ nên coi á, để mà cho những cái bạn trẻ, những cái bạn phụ nữ ngoài kia hiểu được là cái giá trị của mình ở đâu, và cho các bạn nam hiểu được là một người đàn ông chân chính mình phải chấp nhận được thực tế đó là phụ nữ thông minh và giỏi giang ngang ngửa với đàn ông. Okay. Thì nếu như họ giỏi và thông minh ngang ngửa với mình thì mình nên làm gì, mình đầu tư những cái gì vào trong bản thân mình để mình mạnh mẽ hơn, để mình tự tin hơn, để mình giỏi giang hơn, để mình chịu trách nhiệm được trong xã hội, để mình đứng bên người vợ của mình là tự tin được cả đời. Tại vì bạn biết bây giờ phụ nữ người ta giỏi rồi hả, người ta một nách nuôi con, người ta không cần chồng hả, người ta bỏ cái rục. Tại vì khi mà mình đã có thể tự tin, mình thông minh, mình giỏi giang, mình có kiến thức, và mình không có muốn ở một người đàn ông rác rưởi, người phụ nữ có quyền đó. Cho nên không phải là bao nhiêu tuổi kết hôn, mà là đặt cho bản thân mình cái câu hỏi là mình có đủ tự tin sẽ là cái người đàn ông, là cái chỗ dựa vững chãi đến cuối cuộc đời cho người phụ nữ của mình. Mình có sẵn sàng để mà mình trung thực, mình có sẵn sàng đối mặt với cái chuyện là sẽ có sóng gió và hai vợ chồng sẽ cùng nhau giải quyết. Mình có sẵn sàng đến cái chuyện là có con sẽ cần tài chính, cần thời gian, có rất là nhiều cái. Nhiều người người ta đi vô cái chuyện kết hôn, người ta cứ nghĩ là yêu thì cưới thôi, từ từ giải quyết. Không có. Đặt những cái câu hỏi lớn hơn thì chất lượng câu hỏi nó khác, nhưng mà không có đặt tới mức là trời ghê quá thôi không cưới đâu. Nhi không nói tới mức như vậy. Bạn chỉ cần biết hình như có một nhà khoa học đã làm cái khoa học thực nghiệm đó rồi. Ông nói vậy nè, yêu mà không cưới á thì cũng hối hận, yêu mà cưới rồi cũng hối hận, cưới mà không sinh con á thì cũng hối hận, mà cưới mà sinh con rồi thì cũng hối hận. Ok. Đi học đại học thì cũng hối hận, mà không học đại học thì cũng hối hận. Đi làm cũng hối hận, mà không đi làm thì cũng hối hận. Ăn nhiều cho mập cũng hối hận, mà không ăn cái thứ mình thích cũng hối hận. Cho nên bất cứ cái sự chọn lựa nào bạn cũng sẽ hối hận hết. Bạn chỉ có thể chọn cái mà bạn muốn cuộc đời của mình đi theo cái hướng đó. Nếu đó là cái cuộc đời mà bạn muốn thì bạn đi theo hướng đó, chứ không phải kết hôn. Bởi vì tất cả mọi người nói mình kết hôn nha, có nhiều người người ta nghĩ sai cái chuyện là chị em tới tuổi rồi, ba má em nói em kết hôn, em phải cưới chồng, em phải kiếm thằng chồng cho em cưới tôi. Cái đó không phải là cái ý nghĩa của cuộc đời. Mình cứ chồng, cứ vợ không cho ai hết, cho mình. Mình muốn cưới, mình thích cưới, mình muốn ngủ với đúng một người đó, quất đúng một người đó, ăn với đúng một người đó. Đừng có quên nhấn like, share và subscribe nghe. Mê thì đừng có quên là nhấn dưới cái khung mô tả này nè, tham gia Nhi Lê Foundation nè, tham gia Nhi Lê Team nè. Ai mà muốn học cá nhân với Nhi, đường link cũng ở dưới luôn. Rồi, thế thôi. Bye mọi người, gặp lại mọi người trong những cái live kế tiếp.